Thông điệp số 2, hiểu và thương. Tình thương là một biểu hiện thiêng liêng của con người. Trong mỗi người đều có sẵn tình thương và lòng vị tha. Hiểu và thương vẫn là một cặp phạm trù song hành cùng nhau trong tâm tưởng mỗi người. Ta mong hiểu để có thể thương. Đời người vẫn vậy, vẫn mong có thể trao đi yêu thương và cho đi yêu thương, mong hiểu tường tận, được rõ ràng những điều sâu thẳm của đối phương để có thể hiểu và có thể thương. Thật đáng quý, bởi nhân gian này, mỗi người chúng ta có được sợi dây kỳ diệu của tình thương đó để có thể hàn gắn và lấp đầy những trống vắng vụn vỡ trong nhau. Tuy vậy, trong phần lớn nhân sinh, ai ai cũng có những tình thương ràng buộc, những tình thương trong sự dính mắc với chính mình và bằng một đôi mắt nhìn không mấy trong suốt. Ta mong muốn thương đời, thương người, khởi nguồn từ những mong cầu, những kỳ vọng về đối phương. Ta thương người, khởi nguồn từ chính mình, hệ giá trị quan mà ta cho là đúng và buộc đối phương phải thuận theo mình. Ta thương người bởi ta muốn hiểu, cần hay phải nghe rõ ràng câu chuyện của đối phương ta mới có thể thương. Ta thương người bởi ta muốn sở hữu, chiếm hữu hay biểu hiện một cái tôi nào đó trong mình. Ta thương người bởi chính cả những ước mơ, những mong nguyện dang dở trong ta và mong muốn đối phương thực hiện điều đó. Có rất nhiều tình thương như vậy. Từ tình thương của cha mẹ và con cái trong gia đình, giữa những mối quan hệ vợ chồng hay bất kỳ mối quan hệ nào có sự liên kết với nhau. Bởi ta nhân danh một danh xưng, một cái tên là bố, là mẹ, là con, là anh, là chị, là người thân thương mà ta có những biểu hiện tình thương như vậy. Và gần như nhân gian ai ai cũng có tình thương như vậy. Nhờ có tình thương đó nên mỗi người có những trách nhiệm, những lo lắng cho nhau và hy sinh vì nhau. Nhưng cũng bởi tình thương đó nên cũng không ít người bị ràng buộc và khổ đau trong chính tình thương mà chính họ không nhận ra. Bởi vì yêu thương nên còn mong muốn, bởi vì yêu thương nên chờ đợi và hy vọng. Cũng bởi vì yêu thương mà sân giận với nhau và cũng gây nhiều tổn thương cho nhau. Vốn dĩ, tình thương là một sợi dây cảm xúc, mỗi người, ai ai cũng chảy trong mình dòng chảy của tình thương. Thế nhưng, ta tự hỏi, đâu là sự thấu hiểu và tình thương đích thực? Sự thấu hiểu và tình thương đích thực có thể đến từ hy sinh hay không? Nếu như yêu thương mà ta và đối phương bị ràng buộc, dính mắc trong tư tưởng, thì có phải là tình thương đích thực hay không? Bởi vậy, hiểu và thương đích thực cần đến một đôi mắt nhìn và cảm nhận trung lập từ sự thấu suốt và bình lặng trong tâm. Khi nội tâm ta bình lặng, thấu suốt, ta sẽ hiểu được đằng sau những biểu hiện của người thương xung quanh là những dòng cảm xúc, những mong nguyện hay bế tắc nào của họ. Ta có thể hiểu đối phương bằng trái tim, bằng sự thấu cảm mà không cần đối phương phải diễn đạt bằng từ ngữ hay lời nói. Ta có thể cảm nhận đối phương từ chính dòng chảy, xúc cảm trong chính mình. Nếu tình thương được xuất phát từ sự bình lặng, không có mong cầu, không có ràng buộc, không có dính mắc trong tâm tưởng, buộc đối phương phải thuận ý mình, thì ta có một biểu hiện tình thương đích thực. Nếu tình thương được xuất phát từ góc nhìn thấu suốt, mỗi người sẽ cần được trải nghiệm bài học của chính mình. Thì ta sẽ có những biểu hiện tình thương đích thực. Ta sẽ không bị ràng buộc bởi sự mong cầu, sự sân giận hay khổ đau trong chính mình với đối phương. Nhân gian trải qua bao mùa ấm lạnh, nhân sinh cũng mỗi người một hành trình trải nghiệm, một chuỗi những bài học mà tự mỗi người cần được thấu suốt. Bởi vậy, để có thể hiểu và thương người khác, ta phải hiểu và thương chính mình trước nhất. Để hiểu và thương, ta cần quay về với sự bình lặng trong tâm. Ta cần giữ cho tâm mình minh triết, đối diện với những sự kiện trong cuộc đời mình bằng một đôi mắt nhìn trung đạo, không bị chi phối bởi yêu ghét, mong cầu, hơn thua hay bất cứ một trạng thái dính mắc nào trong tâm trí của mình. Khi đó,
mới là biểu hiện của tình thương đích thực. Nhân sinh như vạn hữu thế gian xung quanh đều có tự tính riêng của mỗi thức, mỗi loài. Hãy trả lại hoa cho hoa, trả lại cây cho cây, trả lại người khác cho người khác, và trả lại chính mình cho chính mình. Để biểu hiện của tình thương đó là biểu hiện của sự thấu suốt đích thực và thông tuệ trong ta. Khi đó, sự thấu hiểu của ta với đối phương không nhất thiết phải là những câu chuyện trải hết lòng với nhau để nói cho nhau nghe, mà là sự thấu cảm từ trái tim đến trái tim. Cuối cùng, một hành trình kiếp người, chính ta vẫn là người cần được hiểu và thương nhất. Vạn sự, vạn người xung quanh cũng chỉ là những mảnh ghép để chính ta hiểu và thương chính mình. Chỉ cần là một người bình an là đủ, bởi cả thế giới quy tụ về thì cũng chỉ cần chọn đủ thế giới trong chính mình. Thương bạn ngày an.